Vâng, xin chào tất cả quý cô chú anh chị. Em xin giới thiệu quý cô chú anh chị thêm một căn nhà chính chủ đang chính chủ gửi nha. Căn nhà ở phường Tân Thới Nhất, quận 12. Đường trước nhà đường gần 3 mét của chú anh chị. Không gian phía trước căn nhà kế bên cái nhà cao tầng. Thì căn nhà này nhà cấp 4 có một cái lửng của chú anh chị. Cách đường Tân Thới Nhất 01 này, phía trước đây đường Tân Thới Nhất 01 thì chỉ tầm khoảng 15 mét thôi cô chú anh chị ạ. Hẻm trước nhà hẻm thông luôn nha. Khu vực này khu vực đông dân cư, nói chung là cũng buôn bán khá là sầm uất. Cô chú chị mình mua để ở hoặc là mình mua để mình bán ăn sáng cũng ok. Cô chú chị diện tích rất là rộng luôn ha, diện tích ngang 5 dài 17 mét hơn cái cô chú chị ạ. Diện tích công nhận trên sổ là 86 mét vuông cô chú chị, sổ hồng hoàn công bài bản luôn nha. Và đây là phía trước, mời cô chú anh chị mình tham khảo căn nhà. Căn nhà mà mình bước vào có một cái sân để xe máy rất là rộng luôn. Sau này mình có khách cho mình để xe máy rất là ok luôn nghe cô chú anh chị. Mình có khách để xe máy không phải lo phải lấn lề đường gì hết. Còn phía trong căn nhà này cô chú anh chị, phòng khách rộng rãi nha, diện tích nó rộng nên là phòng khách nó rộng. Cô chú anh chị mình xem, nhà nhà cấp 4 có một con lửng ở trên cô chú anh chị ạ. Nhà này cách ăn gần ăn sương nè, gần đi ra quốc lộ 1, thông đi ra quốc lộ 1A được, đi thông đi ra đường Trường Chinh được, thông ra đường Phan Văn Hớn luôn em cô chú chị. Đường hẻm trước nhà là hẻm thông, kế bên khách hai căn thì người ta cũng có buôn bán mở quán bán cà phê sáng rồi cà phê chiều cũng ok lắm cô chú chị ạ. Đây là phòng ngủ nè, phòng ngủ rộng thoải mái luôn cô chú chị đó. Không gian phòng ngủ thì lúc khách hàng tháng thì nhà này còn đang cho thuê, nhưng mà hiện tại là chủ đang kẹt tiền nên là chủ muốn lấy lại để bán cho nó tiện, để người ta xem khách xem nhà tiện lợi hơn, chủ lấy lại không cho thuê nữa. Đây là khu vực nhà vệ sinh và khu vực nấu ăn ha chú chị ha. Trên thì mình có lát tường mái thì là mái tôn thôi cô chú chị. Nhà này cô chú chị mình mua mình tiện sửa chữa lại ha, nếu ở thì chưa chữa lại còn nâng cấp thêm. Là phòng vệ sinh, vệ sinh là thì cũng dán tường rồi gạch ốp lát tường cũng bài bản của chú chị, có rồi tắm rồi ha. Thì căn nhà này nó gần chợ Lạc Quan nên mình cô chú anh chị mình đi chợ cũng tiện, gần trường mầm non trường tiểu học, nếu cô chú anh chị nào mình có con nhỏ mà đi học cũng rất ok để tiện đưa đón luôn. Đi làm việc thì ở gần khu vực Tân Thới Nhất thì đi đi làm việc ở góc quận trung tâm cũng rất là thuận đường, ra đường Trường Chinh là mình đi làm mới về đường quận 3 quận nhất luôn, rất là tiện qua đường Trường Chinh hoặc là đi Phú Nhuận qua đường Cộng Hòa là ok luôn quý chị. Đi Tân Phú cũng ok luôn, nói chung là giao thông rất là thuận lợi cho mình di chuyển. Đây là ở trên tầng 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 lửng này của chú chị ha. Tầng lửng thì một phía bên này mình có gác xà cồ này của chú chị, nếu mở rộng phòng ngủ thì cũng có thể dùng được ha, lát gỗ lên mở rộng phòng ngủ. Đây là cái tầng lửng chia là ngăn phòng với gia đình đông người thì cũng có thể là ngăn phòng ở được luôn ha, rất là ok. Thì giá căn này chủ gửi là 4 tỷ 9, thương lượng mạnh cho khách thiện chí của chú chị. Tính ra thì bán giá nó cũng tầm khoảng là 50 mấy triệu một mét vuông thôi, so với mọi chung rất là rẻ. Để cô chú anh chị mình mua và kinh doanh hoặc đầu tư. Nếu cô chú anh chị nào mình quan tâm thì liên hệ em số điện thoại trên màn hình nha, 0898028417 để em dẫn xem nhà. Và theo dõi video thì cũng đừng quên đăng ký kênh ủng hộ ngay cô chú anh chị, nhấn like nhấn chuông nhận thông báo để cập nhật sản phẩm khi có những cái sản phẩm tiếp theo em up lên thì mình được mình tiếp cận phù hợp với mình thì mình mua. Và cũng như đăng ký kênh thì ủng hộ em để em có động lực làm những cái sản phẩm tiếp theo để gửi đến quý cô chú anh chị mình tham khảo để mình mua ha. Vâng, em xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo dõi video, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị một cái sản phẩm tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.